Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 3 tây tháng 6 năm 2021. Ngọc xin cập nhật một số cái thông tin liên quan đến cái chương trình PPP dành cho những cá nhân 1099 tự làm chủ, chủ small businesses. Thì hiện giờ cái chương trình này đã chính thức kết thúc rồi quý vị ơi. Nhưng mà người ta đã rất là hãnh diện, proud là đã cho khoảng là 198 tỷ đô cho cái chương trình này. Và hiện giờ có một số anh chị hỏi Ngọc về cái việc là xóa nợ cái chương trình này như thế nào, làm cách nào và khi nào cần phải xóa nợ. Thì Ngọc sẽ trả lời cho cái câu hỏi này, tại vì nhiều khi á, nếu như mình bỏ qua những cái ngày quan trọng á, thì mình sẽ mất cái cơ hội, đúng không quý vị? Một cái câu hỏi ngày hôm qua, cái chị này chị hỏi Ngọc, chị nói rằng á, chị nộp đơn là ngày 2 tây tháng 5. Nhưng mà bên lenders người ta thông báo với chị là bên SBA bây giờ hết tiền rồi, funding người ta hết rồi, cho nên là không có cho tiền chị, không có chấp thuận cái hồ sơ của chị. Thì Ngọc mới giải thích của chị, cho chị rằng là vào khoảng đâu cái tuần đầu tiên của tháng 5, tức là ngày 5 tây tháng 5 á, thì bên SBA người ta đã thông báo rằng là hết tiền. Thì cái quy trình nộp đơn đó quý vị là quý vị phải nộp cho lender, rồi lender người ta nộp cho SBA. Mà bây giờ SBA người ta thông báo hết tiền thì lender người ta cũng không có cho tiền mình được. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian này đến ngày 31 tây tháng 5 á, thì mình vẫn còn có cái cơ hội để mình nộp đơn cho một số cái lenders trong cái danh sách mà người ta liệt kê trên cái trang của SBA. Và Ngọc cũng đã có chia sẻ nhiều cái video về cái danh sách này rồi. Nhưng mà có thể rằng là quý vị không có cái cơ hội. Nói chung là cái chương trình này đó quý vị, nó thay đổi rất là nhiều. Nếu như mà người ta thông báo hết fund thì mình cũng chịu thôi. Nhưng mà hiện giờ có một cái dự luật, Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị cái dự luật này. Và hy vọng cái dự luật này sẽ cứu xét được những cái trường hợp giống như chị này, tức là nộp đơn sớm nhưng mà vì người ta hết tiền cho nên mình không có được tiền. Thì bây giờ Ngọc sẽ cố gắng chia sẻ. Quý vị, cái câu hỏi thứ hai là quý vị hỏi Ngọc là khi nào nộp đơn xin xóa nợ PPP forgiveness được. Thì cái câu trả lời là như thế này, quý vị còn rất là nhiều thời gian kể từ cái ngày lãnh tiền đến cái ngày xin forgiveness, quý vị còn dài lắm, quý vị không có cần phải lo lắng gì nhiều. Nhưng mà nếu như mà mình có thể xin xóa nợ sớm thì boom, người ta sẽ trả nợ cho mình và mình rảnh được cái nợ, đúng không quý vị? Nó không có suy nghĩ cho nó mệt đầu, nó sẽ giảm stress. Tại vì nhiều khi mình nợ mấy ngàn, mười mấy ngàn, mấy chục ngàn á, mình cũng hơi lo. Nếu như mà xin xóa nợ, người ta xóa nợ xét xong hết rồi thì mình nhẹ nhàng hơn. Thì bây giờ một cái quy trình mà người ta cho phép mình làm, tức là cái ngày mà mình nhận tiền là quý vị phải biết là ngày nào mình nhận tiền, đúng không? Tiền PPP nó về tài khoản của mình. Thì từ cái ngày mình nhận tiền đến cái ngày mà mình sử dụng hết cái tiền PPP này á, thì quý vị phải sử dụng cái tiền này trong vòng 24 tuần. Và sau cái 24 tuần này, quý vị còn 10 tháng để quý vị có thể nộp đơn xin xóa nợ PPP. Như vậy cái hạn chót mà quý vị phải nộp đơn xin xóa nợ PPP là bao nhiêu? 16 tháng kể từ cái ngày mà quý vị nhận tiền. 24 tuần, mỗi tháng là có 4 tuần, đúng không? Như vậy là cái này tương đương với lại 6 tháng. Cộng thêm 10 tháng sau cái ngày này nữa, quý vị có 16 tháng kể từ cái ngày nhận tiền để mà mình nộp đơn xin forgiveness. Cho nên là quý vị tính đi, nếu như mà nó còn cái thời gian thì mình cứ thư thả mà mình làm. Và để mà nộp đơn xin forgiveness, quý vị phải nộp đơn với lại bên lender. Cho nên là quý vị phải liên lạc với bên lender, coi thử là người ta có những cái đường link, có những cái form nào cụ thể để mà mình xin xóa nợ được không. Chứ quý vị không có liên lạc với SBA về cái PPP forgiveness nha quý vị. Ví dụ như có một cái lender mà Ngọc thấy người ta quảng cáo rất là nhiều và cũng có một số anh chị là dùng cái lender này, đó là lender Womply.
Thì Wombly là một cái bên thứ ba, cái third party nha quý vị. Wombly tức là người ta nhận hồ sơ của mình, xong rồi người ta chuyển hồ sơ của mình cho những cái lenders khác. Rồi những cái lender đó người ta sẽ cho mình vay tiền. Chứ không phải là mình trực tiếp là nhận tiền từ Wombly đâu quý vị. Nó là chỉ là một cái bên trung gian thôi. Và bên Wombly này thì Ngọc cũng nghe những cái ý kiến trái chiều. Nhiều người nói là Wombly dịch vụ customer service của họ không có tốt lắm, và có thể rằng là Wombly sẽ gửi ra cho mình một cái đường link để mà mình xin xóa nợ trực tiếp luôn. Nhưng mà cũng có thể là người ta sẽ để cái việc này cho những cái lenders mà người ta chính thức gửi tiền cho quý vị á, thì quý vị phải nộp cái đơn PPP forgiveness cho những cái lender đó để mà biết được ai là người cho quý vị vay tiền á, thì quý vị phải coi lại cái hồ sơ của mình, cái lender là ai, thì lúc đó quý vị mới biết rằng là cái người đó cho mình tiền, cho mình vay tiền, đúng không quý vị? Thì bây giờ Ngọc nghĩ rằng là quý vị có cái thời gian, và nếu như quý vị muốn nộp đơn xin forgiveness, quý vị phải liên lạc với cái bên cho vay. Còn cái thông tin cụ thể và những cái hướng dẫn chính thức từ SBA á, thì Ngọc cũng đã chia sẻ rồi, và Ngọc sẽ để những cái đường link đó trong cái comment đầu tiên của cái video này để quý vị có thể xem lại những cái video đó. Chứ Ngọc sẽ không có làm lại những cái video này nha quý vị, tại cái thông tin nó không có gì mới hết. Thì bây giờ một cái thông tin ngoài, gọi là cái này là chỉ tóm tắt lại thôi quý vị. Thì ngày 1 tây tháng 6 á, thì bên SBA người ta có ra một cái thông báo. Và cái thông báo này nói chung là người ta cũng tổng hợp trong cái thời gian qua, người ta đã giúp được rất là nhiều cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua cái chương trình PPP này. Thì Ngọc đọc một chút xíu nha. Người ta nói rằng là cái chương trình PPP, chương trình bảo vệ tiền lương đã cung cấp cho khoảng 8.5 triệu doanh nghiệp nhỏ và những cái tổ chức phi lợi nhuận, mà họ cần những cái số tiền này để họ tồn tại trong cái thời gian khủng hoảng kinh tế do cái đại dịch này gây ra. Cho nên là người ta cũng rất là tự hào, và cái người đứng đầu của SBA tức là bà Isabel Guzman đã cho biết là bà nói rằng là tại cái thời điểm bây giờ hàng loạt doanh nghiệp không có, gọi là không có được giúp đỡ, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi và những cái doanh nghiệp do phụ nữ và người da màu làm chủ đã bị gọi là không có được bao gồm trong những cái gói cứu trợ đầu tiên đối với vậy. Cho nên là đợt 2 này người ta rất là tự hào về cái công việc mà họ làm để mà khắc phục những cái điểm bất bình này, những cái điểm mà cái gói cứu trợ lần đầu tiên dường như là cái do cái luật đó quý vị, người ta, những cái doanh nghiệp mà gọi là điều hành bởi những cái người phụ nữ, những cái người da màu này, họ không có cái cơ hội. Cho nên là năm 2021 này thì 96% các cái khoản vay theo cái hình thức PPP này á là giúp đỡ rất là nhiều cho những cái doanh nghiệp có dưới 20 nhân viên. Đó, cho nên là hiện giờ cái chương trình này là một trong những cái chương trình mà người ta rất là tự hào để mà nhằm cung cấp những cái quỹ khẩn cấp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng cho cái đại dịch này, và đóng một cái vai trò trong lịch sử phục hồi kinh tế của nước Mỹ. Chính quyền Biden-Harris đã thúc đẩy cái việc thực hiện hiệu quả và cái tính công bằng cho cái chương trình này, đặc biệt là họ tập trung ưu tiên cho những cái doanh nghiệp mà lãnh đạo bởi, gọi là điều hành bởi những người phụ nữ nè, rồi những cái minorities, rồi những cái sắc tộc da màu, và trong đó cũng có người châu Á của chúng ta luôn. Và ở đây quý vị thấy những cái thời gian qua là PPP thay đổi luật rất là nhiều, người ta dựa vào cái gross income chứ không phải là cái net, gọi là cái gross income chứ không phải là net income. Gross income thì quý vị sẽ xin được nhiều tiền hơn, đúng quý vị? Thì hy vọng là quý vị sẽ xin xóa nợ trôi chảy cho cái chương trình này. Thì nếu như mà những ai apply trước ngày 31 tây tháng 5 nhưng mà lender người ta báo là SBA hết tiền, thì hiện giờ có một cái dự luật người ta cho thêm 5 tỷ để mà giải quyết cho những cái hồ sơ này người ta nộp trước hạn nhưng mà không được tiền.
Thì nếu như mà ai đã apply và rơi vào những cái trường hợp này và chưa có được approve thì Ngọc hy vọng cái dự luật này nó sẽ giải quyết được những cái trường hợp này. Và bởi vì cái hiện giờ nó chỉ là một cái dự luật thôi, cho nên là mình chỉ có được một cái tia hy vọng thôi, chứ nó chưa có thành luật để mà mình dựa vào đó để mà mình chia sẻ nhiều thông tin hơn. Cho nên là Ngọc nghĩ rằng đây là một cái tia sáng dành cho những cái trường hợp này, đặc biệt là cái trường hợp của một chị ngày hôm qua có hỏi Ngọc á. Thì Ngọc muốn dừng lại cái video này ở đây và chúc quý vị có một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye quý vị ơi!